cũng có một số bạn chưa thực sự tham gia cái hoàn thành bài tập về nhà thì mình cũng nhắc đi nhắc lại rằng là mình đang dạy lên cái đề thi nếu các bạn không tương tác nếu mọi người không tham gia thì thì, thì. À, nên nếu, nếu các bạn không tham gia nếu các bạn không tương tác thì kết quả nó nó sẽ không đạt như mong muốn rồi sau này mình sẽ giận hờn nhau vơ vơ ha đúng rồi à, như vậy rồi như vậy mình sẽ bắt đầu rồi như vậy cái câu thầy sẽ thả đây chung hết và thầy đánh giá là đánh giá cái gì? Thầy đánh giá cách dùng từ ngữ của bạn là cái nhất. Thầy đánh giá cái việc bạn giải quyết câu hỏi là cái thứ hai. Và thầy đánh giá cái nữa đó là những cái lỗ sai trong cái câu viết của các bạn. Ha? Mình không cần ghi câu hỏi này luôn. À, tôi là một fan cuồng các thức ăn đường phố của Việt Nam. Thầy rất thích cái câu viết này. I'm a big fan. Chứ big fan này không phải là fan bự mà là fan cuồng là một cái người đam mê là một người thèm thuồng cái gì đó thầy rất thích kiểu viết này mọi người hãy bắt chước một cái văn phòng này rất tốt bởi vì chúng thơm ngon và rẻ cho ví dụ đúng for example là phải rõ ràng chính xác à, bánh tráng trộn hay là cái gì đó à, nguyên một cái nồi này nó không phải là câu à, bản chất của chữ bản chất của văn viết khi mọi người viết câu là mọi người viết có chủ từ động từ và túc từ rõ ràng người ừ, ha có chủ từ động từ lúc từ, từ rõ ràng và cái thứ hai nữa là khi em đã dùng chữ for example em dùng for example em phải thì chắc chắn liền sau nó phải là một câu như vậy em không thể ghi cái khơi một cái cụm thầy không biết cái Miss Paper Rice là cái gì thầy cũng chẳng biết cái fried fish ball là cái gì và thầy chẳng thầy càng không biết bánh mì là cái gì hả thầy thầy không biết những món này okay. và và chắc chắn rằng uh, uh, chắc chắn rằng thầy sẽ phải viết như thế này À, đây, à, chúng là cái món gì món gì đúng không rồi và cái cuối cùng cái cuối cùng mọi người hãy nhớ rằng là mọi người hãy nhớ những lời mình dặn nha nó rất là quan trọng mọi người nha mọi người nhớ này chắc chắn là cái đối tượng cuối cùng mọi người hiểu không cái đối tượng một đối tượng hai và cái đối tượng cuối cùng là luôn có chữ và đúng không à? như vậy động từ danh từ tính từ là nó như thế và em đang cố gắng em ghi tiếng anh thì chẳng có lý do gì em thả chữ bánh mì ở đây cả. đồng ý mình không à? OK. Dĩ nhiên cái bánh mì của Việt Nam cái nó nó khác với cái bread ở Tây Âu các kiểu ở châu Âu và các nước phương tây đúng không? Như vậy mình vẫn dùng chữ bread. Rồi như vậy cái lỗi này là lỗi về câu đúng không? À, hơn thế nữa, à, hơn thế nữa, à, bạn có thể dễ dàng mua chúng ở nhiều nơi như là như là before ya school không tồn tại cái này trong văn viết tiếng Anh. Hả? Bạn có thể mua nó ở nhiều nơi như là như vậy, cái như là ở đây là nơi trốn thứ nhất, nơi trốn thứ hai và nơi trốn thứ ba. Và quay trở lại before school nha, yeah. before là gì thế em? Before là trước. Nếu em biết khơi, khơi như vậy chẳng có một lý do gì before ở đây là một cái giới từ chỉ nơi trốn cả. Nó có thể là giới từ chỉ thời gian. Đúng không? mà em đã đề cập ở những nơi này rồi thì em có ghi đơn giản hả em ghi đơn giản như là skunya Skunja ja là gì school, yeah, đúng không rồi à, à những cái walking street và các công viên thế nói như vậy nói mới chuẩn được à nói mới chuẩn được nói mới chính xác được đây các bạn nhớ là các bạn đưa lên keyboard là một cái rất quan trọng cái này thầy nói mãi nhưng Bot không thể đánh giá cái ý tưởng của bạn được cho thầy copy mà và sao nữa mọi người rồi trong quan điểm của tôi đồ ăn nhanh là không lành mạnh mặc dù đồ ăn nhanh thì thuận tiện nó có nhiều cái rủi ro sức khỏe tiềm tàng đấy bởi vì nó chứa nhiều chất béo sugar và salt vì vậy nó có thể dễ dàng gây ra it can cause nó có thể gây ra những cái gain weight weight gain um, gây ra cái việc tăng cân đúng rồi overweight mình dùng một cái dĩ nhiên sau cause là cái gì đã mình cùng phân tích ha sau cause là một noun đồng ý thầy không à, gây ra cái gì như vậy nó là danh từ và danh từ mình không có ghi là weight gain mình có thể cũng ghi là weight gaining hoặc là mình có thể ghi là là là, là overweight nó tăng cân nó là một cái cụm danh từ được đúng mọi người ạ. Và hai brother, half blood brother Rồi. Và chúng ta nên có một cái chế độ ăn kiêng lành mạnh và bé lên để bảo vệ sức khỏe. Ok, cảm ơn em. Tiếp. Nhiều người thích đồ ăn nhanh. Đúng không à? ạ? Tuy nhiên tôi nghĩ điều này không tốt bởi vì nó chứa nhiều nó có nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe của con người. Và nó thì không nó nó thì luôn luôn được nó thì từ 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 coi này nhiều người thích đồ ăn nhanh tôi nghĩ nó thì không tốt bởi vì nó chứa những cái, uh, cái 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 nó nó có những cái thành phần nó nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người nó luôn luôn được chuẩn bị bởi việc chiên và việc grilling nướng xào các kiểu đó mình gọi chung chung về đi vì vậy nó có nghĩa là từ cái câu này có nghĩa là em phải nhớ rằng cái câu này này, cái câu này nó đang đứng sau cái câu này. Nếu em dùng như vậy, người ta tưởng nhầm rằng hai ý này là một và hai ý này rõ ra nó chẳng liên quan nhau gì hết để nó trở thành một. Cho nên lúc thầy đọc, thầy khựng liền thấy không? Nó không tốt bởi vì nó có những cái harmful effects on human health. Nó luôn luôn được nấu bởi chiên và xào gì đó. Oh my God, hai câu này đâu có liên quan. Đúng không? đấy cho nên em phải dùng những từ chuyển tiếp nó mới rõ được ngoài ra hơn thế nữa bên cạnh đó ngoài ra thì nó được nó được nấu nướng bởi cái việc uh, nó được uh, repair by fire Or drilling ngoài ra hơn thế nữa thì nó mới khẳng định cái ý này đọc, nó độc lập với câu trước đúng không vì thế em dùng therefore cũng được nhưng thầy dùng cho em một cái như thế này Thật ra là cái chữ therefore nó vẫn nói về cái hậu quả đúng không? hậu quả hệ quả của cái gì đó. Nhưng nếu được nó mang một nghĩa tiêu cực em dùng chữ consequently. Cái hệ quả là cái hậu quả là hậu quả là cái cái nguyên nhân của cái việc tiêu cực nó mang lại đó là gì? Nó contain the calories, the fat and um, few nutrition và dễ gây ra cái việc tăng cân uh, và overweight, uh, overweight và obesity. À, hồi nãy mình có gợi ý cái chữ overweight này rồi đúng không? Đấy, các bạn đồng ý không? Rồi, tiếp. Mỗi nơi ở Việt Nam, không ai nói mỗi ơi mỗi nơi ở Việt Nam. Không, đây chỉ là tiếng Việt, tiếng Anh không tồn tại cách ghi là mỗi nơi ở Việt Nam. À, không có cách ghi là mỗi nơi ở Việt Nam đâu. À, em chỉ ghi là ở Việt Nam, in Việt Nam. Em đẩy cái này về đây, in Việt Nam có nhiều cái món ăn rất là ngon. À, ở Việt Nam có rất là nhiều món ăn ngon, à, có nhiều cái món ăn ngon ở Việt Nam và trong số chúng là tôi nghĩ bạn nên đi đến Sài Gòn, không từ từ tôi nghĩ bạn nên đi đến Sài Gòn, em bỏ hẳn câu này đi, em nói là ở Việt Nam rồi em bỏ hẳn cái Sài Gòn, em nói là bạn tôi nghĩ là bạn có thể bạn nên ảnh hưởng những cái đặc sản như là món này, món này, món này, món này. etc. đặc biệt là broken monsieur là một cái món ăn bạn không nên bỏ lỡ bởi vì nó rất là delicious and crazy taste. Và, và, nó phải có chữ N. Bởi vì hai tính từ độc lập, nó phải có chữ N để tách ra. nó, nó có cái hương vị rất là thơm, ngon và 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 ấn tượng gì đó, right? Đúng không? Như vậy, chỗ này, lưu ý cái, cái mình chia sẻ, được chưa? Tiếp. Ẩm thực của Việt Nam thì nó nổi tiếng bởi vì cái flavor của nó, bởi vì cái hurt của nó và cái balance of sweet, sour, salt, salty, rồi spicy taste. Ok, cảm ơn em, từ ngữ rất là tốt. À, nhưng thầy không biết cái câu này là cái gì. Thật sự thầy đang cố gắng thầy đang cố gắng hiểu câu này. Nói thật sự với em là thầy đang cố gắng hiểu câu này và thầy không hiểu. Thầy không hiểu thật. À, thầy sẽ thực phải... chất à, đúng là tiếng Việt mình hay nói là chúng bao gồm hai chấm. Nhưng mà nếu mà chữ include trong tiếng Anh nó không tồn tại cho hai chấm ở đây. À nó là bao gồm cái món gì em kể ra và không tiếng Việt và tiếng Anh. Em không tiếng Việt, tiếng Anh là tiếng Anh mà tiếng Việt là tiếng Việt không có bỏ đi. Đó bánh mì này, chữ này là bánh mì này. Đó, rồi đúng rồi. Không có bốn chải, một là tiếng Việt hết, hai là tiếng Anh. Đúng rồi. Đấy, được chưa? Đó em bỏ chữ include đi những cái món ăn nó biểu tượng của dân tộc biểu tượng đất nước thì kệ nó ok nó là bao gồm đúng không nếu hay hơn nữa nếu hay hơn nữa ha à, em có thể nói là gì à? à da sorry em ghi như thế này ghi như thế này nó thuyết phục cái giám khảo hơn à, da đúng rồi da ok iconic dishes search chat của search chat đứng má đúng không search chat ok tự nhiên làm khó cho chi vậy có những nó phổ biến popular dishes như vậy như là món này món này món này món này và hơn thế nữa, nữa bún bò huế một cái một cái đây đâu phải là câu đâu nó không phải là câu ai nói cái này là câu giờ tay mình mình đang các bạn từ ngữ bạn mọi người rất tốt nhưng cái vấn đề mình đang đi giải quyết là cái câu phải là câu thì không thể chấm điểm được đúng không tại vì moreover phải uh, bún bò Huế, spicy vip uh, nú soup from Huế. thầy chẳng hiểu cái búng bó hề uh, là cái gì, thầy chẳng biết nghĩa này là cái gì bởi vì với thầy nó không phải là câu và nó không được chấm điểm. Mà khi không được chấm điểm thì phải đếm lại số từ. Nếu em đủ số từ mong đợi thì em có thể đạt ngưỡng của B1 B2, nhưng em không đủ số từ. Em không thể đạt được B1 B2 được. Đúng rồi. cho nên chung thế và à một vài người like trên cái này à đồ ăn nhanh để thành ví nên và affordable và nó phổ biến trong uh, số nhiều người em hạn chế dùng cái kiểu này đi rất là nhiều bạn đang dùng cái cách mọi người đang dùng một cái gì một cái charon phrase để giải thích cho một vấn đề nhưng các bạn hạn chế viết ghi cái này đi nó bắt bẻ mình đấy em hiểu gì về cái making em, hiểu gì về một cái charon dùng ở đây em dùng ở đây để khi nào và khi nào mới được dùng cái verb in để mà giải thích cho nên hạn chế đừng cái viết kiểu này các bạn ha tuy nhiên nó thường high in calorie and healthy fats và sodium which can lead which can lead to how easy if consumed if consumed regularly và qua is fire occasionally đó it's important to balance fast food with nutritious uh, home cooked meals for overall well being từ từ yeah. em đang định theo hướng là gì đó là, đó là, đó là, 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 cái fast-food nó là convenient và affordable. Như vậy, phải nguyên một cái bài này, em đang đi theo hướng convenient và affordable. Em hiểu nhé. Em đang đi theo hướng tích cực, thì nguyên một đoạn viết phải tích cực. Bởi vì đây không phải là argument essay. Argumentative essay. Đây không phải là cái, cái dạng viết essay cho nên em không được bình luận. Em chọn một hướng em viết thôi. Mọi người nãy giờ mình quên nhắc các bạn cái này. Mọi người xem không? Đây bạn mình đang đi hướng là tích cực. Và nhảy đây bạn ấy nói, dĩ nhiên bạn ấy có chứng minh rằng, tuy nhiên, nhưng chúng ta đang đi hướng tích cực là tích cực. Và tiêu cực là tiêu cực ngay từ đầu. Em lái cái tuy nhiên em nói là những vấn đề sức khỏe Rồi thỉnh thoảng nó tốt Nhưng mà nó balance cái fast food Và đồ ăn mà nấu ở nhà Thì nhìn chung nó phải tốt hơn Ủa, Em nói gì vậy Cái câu này nó vô nó vô duyên luôn em tin không Cái câu này không liên quan cho em đúng cái này đi ha cho em đúng cái này đi cái câu này nó không liên quan em em chứng minh cái sự liên quan của câu này à, à ý à, ý em nói là những cái meals nó giàu dinh dưỡng à, 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 và home cook thì, thì nó nó over well being không được các bạn mình mình chọn một hướng mình viết thôi đừng lập luận cái này ha bạn này dùng từ rất là tốt từ ngữ rất là tốt nhưng mà không không viết kiểu này à và tụi mình sẽ không chấm cái dạng viết kiểu này đâu Ngay từ đầu tiên tụi mình Mặc định là convenient và affordable Và em giải thích cái convenient và affordable Như thế nào là convenient và affordable ra rồi. Yeah, rồi tiếp Quốc gia tôi có nhiều Special food Đặc biệt là tôi có thể introduce you uh, Introduce with you luôn Ok you Quang núi đổ Introduce you Quang núi đổ đừng có introduce à, ý bạn ấy nó là qua núi mì thì nó phải nhiều cọng nhiều sợi đúng không Quảng, mì quảng, mì quảng. ok nó là một cái lâu codex của cái quảng nông roving à, qua núi đô thầy chẳng thích nó phải ghi hoa chỗ này đâu qua núi đô thì món mì quảng nó được khúc từ nhiều nhiên liệu như là cái này cái này cái này cái này không có dấu ba chấm trong cái cách viết tiếng anh cho mọi người nhé dấu ba chấm nó rất là nguy hiểm mọi người nhé dấu ba chấm là gì dấu ba chấm là ê mày là một con chó ê dấu ba chấm là 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 tao không thích mày hay là tao thích mày không được dùng dấu ba chấm trong văn viết tiếng anh nó mang nhiều nghĩa lắm tất cả những nguyên liệu này được pha trộn với nhau để tạo ra một cái vị nó rất là độc đáo ok đồng ý nhưng mà để cái noodles bỏ ghi hoa đi mình thả nó về và introduce uh, ví dụ em em để đảm bảo uh, a uh, uh, special Uh, khai kind of một cái loại uh, a special kind of noodles ví dụ em có thể ghi như thế được mà ok rồi một trong những special food in my country bánh mì bánh mì có nhiều cách để để gọi nó lắm thầy rất thích cái chữ mà bánh mì hồi nãy các bạn ấy dùng ấy. đúng rồi còn em ghi này cũng được mà được gọi là sweet sandwich bánh mì grill thiếu chữ l này đúng không rồi và inside bánh mì hát không có inside bánh mì hát Cái này là sai nè Thầy chứng minh nè Bây giờ chỉ có trong tiếng Anh là gì Đa Số người Việt Nam mình đều sai này Có trong tiếng Anh là there a và there is Nếu quá khứ là gì Quá khứ là there was và gì Và there was Đúng không Và tôi có là gì I have Anh ấy có là gì Là he has Vậy có kia là chủ từ đối tượng nào đó có Đúng không chủ từ đối tượng nào đó có em ghi cái gì vậy không thể inside bánh mì has nhưng mà đây không phải là chủ từ bởi vì inside là gì là cái giới từ chỉ nơi trốn cơ mà đúng không? và bánh mì em đang ghi hoa luôn em phải để hoa như vậy em không nói inside bánh mì has mà này, em đã kể ra có nhiều cái nhiên liệu à, à có nhiều cái nhiên liệu there, there are many ingredients in Uh, em gọi là in inside tùy in bánh mì à, uh, đó in in, in uh, bánh mì uh, search at. cái đó cái đó cái đó rồi lại chấm ba chấm các bạn thích cái này sai nè q q q, q culum là gì ta thầy đang thắc mắc q q q, q culum là gì chứ không hay là kêu chữ này trong tiếng anh thầy chẳng hiểu nó là cái gì em sẽ lại ha <laughs> rồi chứ chuột chữ leo thì nó không phải là chữ đó rồi không ba chấm á Bánh mì là một trong những à, em Ngay từ đây em gọi Nó là một cái special food Ở quốc gia rồi Thì câu này nó là dư thừa Em hiểu không Em đang hướng về mô tả nó Thì em mô tả hết rồi thì thôi Bởi vì câu đầu tiên em đã gọi nó là một special food Để em dẫn nhầm rồi Thì câu này là câu dư thừa Tự nhiên em nói lại anh chị bánh mì là một trong những buổi sáng đặc biệt của người Việt Nam. Ok, nó là đặc biệt cái này rồi. Điển hình nó đang đi rồi. Vậy cái, cái và em đang đi vào sự mô tả chi tiết rồi thì em không lặp lại câu này nữa. Có nghĩa là ví dụ nha em mô tả về bạn gái, à con nhỏ bạn gái tôi có cái đầu bự, cái cái vùng cái vùng giữa nó bự, cái vùng cuối nó bự. Đó nó đã hết rồi đó, không không thể lặp lại câu cái đầu nó bự, con nhỏ không không thể nói như thế được. Rồi như vậy thì không đủ từ. Rồi. Ngày nay con người ta thích ăn những fast food bởi vì nó rẻ, delicious và convenient. Tôi nghĩ nó thì không tốt cho sức khỏe của bạn và cuộc sống của bạn. Your health and life. Và từ từ, từ từ, từ, từ. Em đang sử dụng cái ngôi thứ là people. Đồng ý không? em không thể gọi ở đây là you là do được. People là con người ta, là chúng ta, là họ. Đúng không? Không thể nào, à, không thể nào do được. À, tôi nghĩ rằng điều đó nó không không tốt cho sức khỏe của chúng ta đâu. À, Và chữ ăn một lần thôi. Và nếu chúng ta ăn quá nhiều, uh, sức khỏe của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi cái cái bị uh, sức khỏe của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi cancer, cancer rồi obesity hoặc là cao huyết áp gì đó. Nhưng mà sức khỏe của chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi No ung thư béo phì và chúng à, à, cái câu này nó kỳ kỳ này nếu chúng ta ăn nhiều cái đồ ăn nhanh sức khỏe ta có thể bị ảnh hưởng bởi không chúng ta có thể gặp những những chúng ta có thể đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm như là ung thư béo phì thế sao mà chúng ta sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi ung thư em hiểu không à em em dùng là em phải nói là chúng ta có thể đối mặt với những cái căn bệnh nguy hiểm như là ung thư béo phì và cao huyết áp ấy các em không thể là sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi cái này được ok rồi trong quốc gia của tôi à, món đặc biệt là xào cây nó là phổ biến với mọi người nó thơm ngon và make easy không có make very easy không có make easy Hả? Vì sao? Đầu tiên là gì? Mình phân tích nè Chữ make Là gì? Động từ Easy là gì? Tính từ Động từ với tính từ không thể đi với nhau được Chỉ có động từ to be mới đi với tính từ thôi Đồng ý không lớp ạ? Cho nên em nói là make very easy là sai Cái thứ hai là em đang dùng chữ is to be đây rồi Em đang dùng một adjective đây rồi Thì tại sao em không dùng là easily made à? một cái từ ghép như là easily không phải cái nhiều đơn giản giống mình này easily made không không em gạch giữa bình thường sao hết á em gạch giữa cái từ này cũng được nó dễ 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 nấu lắm dễ làm lắm bạn ờ, có thể sử dụng không bánh xèo không phải không thể sử dụng mà bạn có thể ăn ăn kèm ít hoặc lại have, các bạn dùng từ ngữ mình lo quá nên ăn nó một lần một tuần bởi vì nó có nhiều cái order thay chẳng tìm được trong tiếng Anh cho order là cái gì và nó sẽ không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng cân nặng không thể ảnh hưởng cân nặng được làm cho bạn tăng cân thì được không có ảnh hưởng tăng ảnh hưởng cân nặng và em viết câu này em viết sai vì sao huy nè người ta đang hỏi là cái special food trong quốc gia của bạn là special food gì Vậy em đang kể là em phải kể tích cực Tự nhiên em đang kể ra rồi em nói Ồ, Mày ăn cái này là mình mày bị tiêu chảy nè Mày ăn cái này là mày bị tăng canh nè Mày ăn cái này mày bị sáng ổ chó tùm lum cái này Không được, em đang đi hướng Em đang giới thiệu cái special food mà Em đang giới thiệu đặc sản mà Tự nhiên em, em lô cái tiêu cực em quăng vào đây vậy Hiểu không Huy à Vậy không được Huy ha Rồi, tiếp I can see the global use of fat for increase more than a pot. Là sao? thầy hiểu thầy hiểu ý em muốn nói gì nhưng tại sao em lại viết như thế <laughs> tại tại sao câu đó có nghĩa là gì em muốn kìm tải gì cái đề của nó là uh, con người ta có xu hướng ăn đồ ăn nhanh vào ngày nay bằng nghĩ sao về điều này rồi em nói là sự quan tâm nhất sự quan tâm most pay attention là tuổi tin nói thì thuận tiện mọi nơi nhưng nói thì thông tốt cho chất lượng và an toàn nguồn No, em bị giống bạn kia rồi. Em đi theo hướng tích cực là em tích cực. Em đi theo hướng tiêu cực thì ngay đầu tiên em đi theo hướng tiêu cực. À, em xem là cách viết này. Và nó nghĩa nó kỳ lắm Huy. Huy dịch đi Huy. Huy dịch đi Huy. Thầy nói thật mà. Nó... Rồi. Pizza, không hỏi pizza đâu. Cái pizza là thầy nói thôi. Cái câu hỏi là fast food. Bữa thầy nói câu hỏi là fast food. Chứ không phải là pizza. Chứ pizza thì, thì thầy nói thôi. nhé phát thì không thì thì độc hại cho sức khỏe phát phú thì nó có nhiều chất béo nó là nguyên nhân của béo phì và vấn đề tim mạch bạn nên ăn không em 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 đang nói về đồ ăn nhanh thì em chỉ nói về đồ ăn nhanh chứ em không thể nhảy sang trái cây và rau quả được ví dụ em mô tả về bạn gái của em con nhỏ bạn gái của tôi nó rất là xinh và rất là bự chấm con nhỏ lan bàn cũng con nhỏ bạn gái tôi nó cũng rất là xinh xắn và cũng bự luôn ủa không em chỉ mô tả một đứa thôi em không lái từ đứa này qua đứa khác và cái này không liên quan em hát hiểu ha rồi mình nhiều bạn gỡ bài tập lắm tốt tôi thường enjoy dinner với gia đình ở nhà sau một cái ngày dài công sở tôi dành thời gian nấu ăn và uh, với gia đình và chúng tôi luôn luôn salad salad phải đến được rồi và some pork or chicken for dinner xong uh, rồi xong chi nữa đúng không xong rồi uh, rồi, for me, the most delicious meal is a one I have with my lovers. Um, thực ra cái chữ lớp nó không hề sai nhé mọi người ha. Nhưng mà nó có cái gì đó các bạn phải cẩn thận. Cái tội mà mà cái tội mà mà người 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 British English họ bắt bẻ lắm. Những người yêu thương, à con họ hàng relative đúng không ạ, à? gia đình, okay. à, những cái sibling, những người yêu thương của mình đấy. Còn cái lover hãy cẩn thận khi dùng cái từ ngữ này. Với họ đó là những từ ngữ rất tiêu cực. Với họ lover. Có một lần có một cái ông nói nó thầy, cái tụi sinh viên nó gọi lover có nghĩa là tụi nó đã lên giường với nhau rồi nó mới gọi lover. Nên thôi, mình mình dùng cái từ ngữ mình tránh những cái từ ngữ đó đi ha. lớp về one đi rồi. Tôi có một cái bữa ăn ấn tượng tại một cái nhà hàng ở neighbor last Sunday. Nó là một của phải cái đề này đúng rồi đúng rồi. Nó là một cái hàng ý. The seafood pizza, nó là uh, mud chai. The seafood is fresh and seasoning is tasty. I would like to come there whenever uh, I have a chance. Um, ok. Uh, đầu tiên, thầy chấp nhận câu này ở hiện tại đơn. Uh, thà em không nói chữ last Sunday nhưng em phải nói bởi vì nó đang nói về cái gì cái bữa ăn ngon mà em đã từng có bởi vì nó em đang em hỏi trước đây mà hỏi về quá khứ mà đúng không cho nên à, dĩ nhiên bây giờ cái món pizza ở cái nhà hàng nó rất là ngon và dĩ nhiên cái seafood nó rất là tươi và dĩ nhiên cái seasoning nó rất là tasty nhưng cái mà em đang nhấn mạnh đó là cái muse ở trong quá khứ và em phải sử dụng cái thì quá khứ thì em mới có đủ sức thuyết phục để họ chấm điểm em cái câu này đó, nếu thầy cho bạn em, em có thể bắt bẻ lại nó nó nhưng mà hiện tại nhà hàng nó cũng phải phục vụ như thế đúng tôi đồng ý nhưng mà em đang viết về cái quá khứ cái trải nghiệm của em cho cái món seafood bây giờ trong quá khứ cái bây giờ nó khác à ví dụ như thế rồi, để cái thì chỗ này rồi tiếp bạn này dùng từ ngữ tốt này khi bạn đến Việt Nam bạn sẽ không thất vọng với đoàn của chúng tôi đâu à, ở miền Bắc chúng tôi dùng phở cơm trung tâm bạn rồi thầy đang đi bắt bẻ chủ từ bạn không quên đừng quên thử à, bạn đừng nếu như mình thả du vào á thì cái nghĩa nó kỳ lắm đúng không nhưng mà đã là mình ý thì phải có chủ từ các bạn hay bị cái này nhiều bạn bị lắm này chúng ta đang yêu nó bài thi nên yêu cầu mọi người phải là ghi số một sẵn thành má bạn bạn uh, nên nên đi hồi nãy giờ chưa có nên đúng không bạn nên try xăm huế bếp noodles uh, và đặc biệt đừng có ghi last but not least last but not least là gì là khi mọi người ghi đoạn cơ ở đây trả lời thôi mà trả lời trong câu mà ở Southern nơi mà bạn có thể có hủ tiếu bánh xèo, ok thầy có thể đồng ý em chữ hủ tiếu bánh xèo nhưng em ạ à, thầy chắc chắn rằng nó là tên riêng nó là một tên riêng nếu em không dịch được thầy cũng chẳng dịch được cho hủ tiếu bánh xèo là gì em chẳng dịch được Thì em đừng em đừng có ghi từ ra hủ tiếu là gì nó là noodles mình cứ thả noodles, đồ đúng không rồi bánh xèo giống như hồi nãy cái bàn đó xèo cây nhưng mà ừ, ai gọi xèo cây đâu cây ừ, thầy gọi đó Yeah. Đúng rồi. rồi Văn hóa ẩm thực của Việt Nam thì rất là nổi tiếng, câu này dư thừa. Nó giống như hồi nãy đó, em đang mô tả đi vào cái chi tiết thì em đang trả lời mà đâu phải viết essay đâu đúng không không phải viết bar rap luôn em đang trả lời thì em cứ trả lời từng nghĩ từng nghĩ ra rồi kết thúc cho em đừng quay lại ồ nó rất là nổi tiếng đó mày cái câu này nè cái câu này là nó ở đây rồi đó nó dáng dấp của nó nằm trong này nè mày mày sẽ không thất vọng với ẩm thực của tụi tao đâu nó, rất là nổi tiếng rất là đặc biệt nó ở đó rồi đấy như vậy câu này là câu dư thừa bỏ nghe yeah. trong quốc gia của tôi in my nation uh, thực ra là nó gọi là in my nation cũng được không sai nhưng mà mọi người có thấy là bây giờ nay nó gọi in my country hả rồi. <laughs> <laughs> ok rồi right. Beef Noodle Slide Là một trong những cái ẩm thực Độc đáo Bếp đồ slide này thầy chưa bao giờ ăn luôn á. Biết uh, nó ngon hay không ha. Thầy nói thiệt mà. Họ bắt bả em cái câu này nghĩa là gì? Nhưng thầy đang bắt bả em này. Bạn phải đi đến đây để làm gì? Ủa gặp hot girl chân dài ở quần nhất hả? Tiền đâu mà nhảm nó đi uống cà phê sữa Đúng không? Rồi 138 dơ xin là cái gì vậy? Thầy chẳng biết luôn em xem lại bỏ câu này đi. đấy, bạn có thể nói là bạn bạn có thể thưởng thức cái món ẩm thực này tại những à, à, tại một số cái cái lẩu khô store, tại những cái cửa hàng địa phương hoặc là những cái quán vỉa hè gì đó. Tùy em, em đừng có ghi cái kiểu đừng đừng có quăng cái địa chỉ ra nhé. đồ ăn nhanh là cái gì đó mà tôi thực sự thích bởi vì nó tiết kiệm thời gian. đồng ý câu này, không có gì bắt bại hết đồ ăn nhanh sẽ không đưa đến cái vấn đề sức khỏe mà như là béo phì tăng canh rồi à, những vấn đề về về tim về gan gì đâu tuy nhiên nó sẽ không tổn hại nếu bạn kết hợp với một cái ồ oh, cái này em lạc đề luôn nè em lạc đề này em nó đang hỏi cái fast food chứ nó không hỏi về cái diet cái diet của em nó chẳng hỏi về cái exercise program của em nó chẳng hỏi về exercise program của em Em hiểu không? Nó đang xoay quanh câu chuyện phát xuống Nó tốt là tốt thế nào? Em chọn một hướng Nó không tốt thì không tốt thế nào? Em chọn một hướng Chứ em làm gì? Em em sự kết hợp như vậy được Không được nghe Không được không viết kiểu này Các bạn lưu ý ha Như vậy mình dành hơn Dành hơn nửa tiếng đồng hồ Để mình để mình cùng nhau sửa cái câu này Các bạn thấy đấy Nếu chúng ta không có cơ hội Không có cơ hội để ngồi nghe Và không có cơ hội để mà, mà, mà để ý cái cách bạn mình hành văn là chúng ta sẽ không học hỏi được cái kinh nghiệm À, như vậy nhắc lại nhắc đi đó là cái câu viết của mọi người nó phải là một cái câu hoàn chỉnh. bạn à, khi bạn dùng những cái những cái dạng câu này nó cũng phải là một câu hoàn chỉnh. ok và có một cái sự đặc biệt đó là hạn chế dùng verb in để để nhánh mà để giải thích cho một vấn đề nào đó thay vì cái cách sử dụng như thế em có thể sử dụng những từ chuyển tiếp đặc biệt là nó à, kết quả là as a result As a result, hậu quả là em nên dùng thế này. Nó có cái quy định rất rõ ràng. À, nó có cái quy định rất rõ ràng, các bạn ha. Rồi mình sang câu lạc bộ số 14 tiếp theo của nhóm câu lạc bộ. Ok, đó là phần 2. À, bạn thường chụp hình khi nào ở đâu? Mình ghi đơn giản cho mọi người ha. Ví dụ mình nói là chụp hình. À, chụp hình là một trong những cái hoạt động yêu thích của tôi, my hobby. Right. và tôi thường uh, spend uh, các ngày cuối tuần uh, spend weekend uh, và chụp, uh, những cái uh, chụp những cái photograph chụp những cái photograph uh, của của các con động vật uh, trong cái khu rừng in the forest ok, in the forest ok, và đặc biệt là gì à, à và đặc biệt là um, đặc biệt uh, thì bỏ chữ trong các khu rừng ra thầy dùng cái từ nào đơn giản sẽ câu ra tôi thường dành các ngày cuối tuần để chụp hình các con động vật như là sâu trạng, những con chim right? những con bướm butterfly được mà, sau đó butterfly đúng không hoặc là những con khỉ monkeys đúng không đặc biệt là gì à? i love i love to take these photograph uh, photograph in the morning cũng chẳng có gì sai ở đây cả mình ghi một câu sắc bình thường và bạn nào cũng có thể viết được bạn nào cũng có thể dùng search chat và sao search chat không dùng hai chấm nếu không dùng search chat thì em đang dùng và em dùng including nếu em không dùng including em dùng chữ like nhưng tôi vẫn thích dùng search chat bởi vì sao nó được hai từ đúng không ạ à? ok và lúc này mình đếm được bao nhiêu từ 33 từ Đúng không? Phần 2 là gì? Chuẩn của thầy trò mình là 30 40. Hiểu không? Chuẩn thầy trò mình 30 40, đồng ý chưa? Rồi phần 3 đi các bạn, phần 3. Rồi, mọi người viết đi. Hãy nói cho tôi nghe về cái bức hình gia đình của bạn. Nói về một trong những bức hình gia đình của bạn. Bạn có thể nói là à, bức hình gia đình được chụp ở đâu đó khi chúng tôi làm điều đó và 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 và, và chúng tôi đã nhờ ai đó để mà chụp bức hình này và bây giờ à, làm kỷ niệm. Đấy, viết số từ tối thiểu 40 giùm mình và hãy tương tác đi đừng để mình viết ha tương tác tại lớp đúng 8 giờ mình sẽ sửa câu này ha đúng 8 giờ thầy sẽ sửa câu này các bạn nghe ta sẽ quay lại và cái việc quay lại không phải là ngồi đó hửi xin lỗi mọi người thầy dùng cái từ ngữ nó hơi kỳ một tí ha mà chúng ta phải tham gia cùng tương tác nếu ta đã thói quen chứ đúng không rồi một trong những hình gia đình yêu thích của tôi là là từ một cái kỳ nghỉ Đã. ở bờ biển không oh. à, em, em em ghi gì này một trong những cái fabric family photo à, là gì ạ là một cái bức hình là một cái bức hình là một em một bức hình em phải trả lời nó là bức hình đó mà được chụp em đang dùng mà được chụp mà được chụp tại một cái bà biển at one uh, bà biển đấy cái này em sai rõ ràng đó này dĩ nhiên trong bức hình thì cái thế đứng bây giờ nó vẫn đang cười đúng không vẫn là đang đứng cùng nhau đúng là cái thế đứng vẫn như thế nhưng em phải nói là à vào cái thời điểm đó ấy, thì chúng tôi đang cười và à, em nói in, in the back qua do cái cái vé hồi nãy em nó lánh cánh chỗ này này nhân kịch em em phải trả lời tại vì sao khi em nói này trở lại chỗ này nha anh mày Một trong những bức hình gia đình yêu thức của tôi là từ kỳ nghỉ ở bờ biển không, nó Một trong những bức hình không phải là từ bờ biển được Không phải là từ kỳ nghỉ được Mà là cái bức hình gì Mà được chụp ở đâu Đúng rồi Cho nên cái câu từ đoạn này em lái lại đi Rồi câu này rất là tố Thời tiết perfect Và tôi có great time Và những cái uh, Nó nhắc tôi những kỷ niệm đẹp The, the happy moments Những cái khoảnh khắc đẹp bỏ đời đi uh, have, Remind me mai mí vì mai xong quan thiên ok được me of happy moments we share as a family câu này thì thực sự nó vẫn được chấp nhận không sai đâu các bạn câu này ok cái này em sửa lại cụ thể là bức hình được cái gì gì đó ha rồi cái câu này thì sao câu này bốn mươi từ chụp hình là một trong những bức hình là một trong những hoạt động ý thích của gia đình của tôi cái bức ảnh gần đây được chụp đó là vào cái mùa hè của 2024 à, nó rất là đẹp và nó meaningful to me nếu em dùng dấu phẩy ở đây này đúng không à, em muốn nhấn mạnh rằng cái bức hình này nó rất là đẹp và nó meaningful to me thì lúc này em phải dùng is nó khác với cái ý này nó khác với cái ý là we are smiling standing together nếu em không có chuyện in the background và em bắt buộc phải thay cái này rồi Em bắt buộc thay cái này Thì cái hành động ở đây phải là quá khứ à, Rồi Cái bức hình đó được chụp khi gia đình của tôi Đi đến Hà Nội Ok rồi đồng ý ha Rồi à, Tôi có một bức hình Của gia đình khi chúng tôi Đi du lịch cùng nhau Được ha à, tôi có một bức hình gia đình rất là đẹp ví dụ em ghi vậy đi thầy sẽ, lái cho em tách cái thì này ra tôi có một bức hình đẹp về gia đình của tôi và nó được chụp lái nó ra lái cái câu này ra à, nó được chụp khi mà chúng tôi đang đi du lịch cùng nhau có nghĩa là thầy muốn em tách cái này ra đừng để nó bắt bẻ đừng để nó bắt bẻ tại sao cái thằng này quá khứ này hiện tại đấy rồi nó bao gồm tôi Ô, nó bao gồm tôi nó kỳ lắm Uh, rồi gì yeah. ạ và em nói là trong bức hình này in this photograph trong bức hình này có ai em kể ra uh, có ai em kể ra để ai có ai em kể ra và và đây em đã nói bức hình đẹp rồi thì câu cuối cùng em không nói đẹp nhất nữa hiểu chưa vẫn thiếu từ đổ bảo sửa lại ha image cái hình ảnh Tuy nhiên bạn hỏi cái image và cái picture nó khác nhau không Thực ra là cái image và cái picture nó khác nhau đấy các bạn mệt không Trường hợp này nó không hợp lý kỹ Cái image là Cái the first of my parents of me gì đó Em xem lại Tất cả mọi người thì đang training, studying on the beach in this amazing picture Lúc này em em dùng picture đó nè Tại sao ở đây em dùng image nhỉ Mình đang thắc mắc Rồi, trong cái khung hình này Câu này chấp nhận được Trong khung hình này trong khung hình này hành động của mọi người đang làm điều này nhưng tại sao cái câu này của bạn mình thầy không chấp nhận bởi vì cái câu này nó sai và em sửa lại là cái bức hình được chụp vào thời điểm đó và khi em sửa lại được chụp vào thời điểm đó thì cái hành động này em sẽ không còn chỉ in the background nữa mà mọi người đang làm chuyện đó đang làm chuyện đó vào cái thời điểm đó cái đừng có bắt, đừng có quay lại cho bạn nhanh chỉnh rồi cái mẫu mình này nó khó bởi một professional photographer Uh, và even the clustering the bristling water in the sunlight and the beach uh, in the distance are visible. Bây giờ mọi người cùng xem với uh, thầy cái đoạn này. Bức hình này. Đây là gia đình là đầu tiên mà gia đình của tôi uh, được Đây là lần đầu tiên mà gia đình của tôi chụp bức hình cùng với nhau. Đó. Uh, uh, The photo Tại sao thích cảnh Chụp hình cùng với nhau Đúng rồi Rồi Cái bức hình Thì nó đặc biệt với tôi Bởi vì Có các thành viên Và mọi người trong hạnh phúc Ok rồi Cũng tạm ổn cái chỗ này Cái bức hình gia đình Mà yêu thích nhất của tôi Là được chụp cách đây vài năm Nó là cái Lễ kỷ niệm Một xíu vừa đi đó các bạn Và chú của tôi Chụp bức hình này cho chúng tôi và chúng tôi đứng trước một cái church gia sân nhà thờ và bố mẹ của tôi nó happy và họ look at other uh, rất là warmly lúc uh, look at each other nhìn lẫn nhau each other một cách quá là warmly từ từ em gái của tôi và tôi cười chúng tôi là hạnh phúc thì đó chúng tôi đứng trước sân trường chứ đứng trước nhà thờ nhé. Cái <laughs> câu này nó kỳ kỳ, cái đoạn này nó kỳ kỳ, nó cọc lóc ra các bạn, nó cọc lóc ra nè. Nó nó chẳng có dính dính gì hết. Bố mẹ tôi thì vui, họ nhìn nhau ấm áp, em gái tôi và tôi cười, chúng tôi là hạnh phúc. Nó cọc lóc nó không dính đâu vào đâu được hết. Em có thể nói là à trong khu hình này có bố mẹ của tôi và 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 em gái của tôi và tôi và chúng tôi rất là hạnh phúc và, và mỉm cười bên nhau khi chúng tôi chụp bức hình này ok em em ghi vậy thì có gì đâu sái. Đồng ý không mà em ghi cái này nó còn nó còn, còn ra rồi người ta hỏi tiếp là cái gì à câu hỏi này nó nói gì cơ bạn mà? mày mày muốn chụp cái loại hình ảnh nào vậy và tại sao mình mình trả lời đơn giản đi ha ví dụ thầy nói là I love uh, to take tôi thích chụp những bức hình ha. I love to take the right Tôi chụp những bức hình, tôi thích chụp hình của những con động vật. Hãy quay lại câu hồi nãy cho mọi người xem. À, như là birds, hay à, như là các côn trùng. Đó, con côn trùng ha. birds nó animal luôn mà Rồi những con 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 voi, elephant, ví dụ như thế. Và những những con monkey khi đúng không? Bởi vì sao mình giải thích ra này, Mọi người kể một loạt đó là các bạn đủ từ bởi vì am, bởi vì tôi muốn khám phá, I want to discover uh, tôi uh, tôi muốn khám phá cuộc sống của chúng. Uh, đấy và understand và hiểu về cái gì ạ? À? Và hiểu về cái cái uh, eating habit. The eating, habit. The eating habit. Đấy, Đấy. À, hơn thế nữa là tôi có thể chia sẻ những cái this uh, this kinds of những cái loại hình ảnh này these khai uh, kinds of photographs on my Facebook. À, rất là đơn giản đúng không? À, tôi thích chụp những cái hình ảnh này của những con, con này. À, có nhiều bạn nói đó, insert đừng nhắc đây thầy, ok thầy bỏ. Rồi, bởi vì tôi muốn khám phá cuộc sống của chúng này. Hiểu hơn về cái cái gì? Về cái thói quen ăn uống của chúng này. À, các thói quen, thói quen cũng được. Và ngoài ra tôi có thể chia sẻ những cái hình ảnh này lên cái cái tường Facebook của tôi này nó rõ ràng ngắn vậy thôi rồi tiếp ta nói gì ạ à? con người ta thích chụp hình với cái điện thoại của họ bạn nghĩ điều này có tốt hay không nó tốt hay không tốt các bạn viết thử xem đến đến hai mươi giờ mười tám phút mình sẽ sửa câu này thầy sẽ bắt các bạn viết nhiều đấy thoại đến đi chụp cái hình nó không hỏi nên cái điều đó các bạn hiểu không nó không hỏi cái điều đó nó xem lại chứ nhé yeah, ok thầy thầy cái cái việc nhận xét của thầy nó hơi cọc cọc một tí thì hy vọng các bạn thông cảm cho những lúc cọc này thầy muốn các bạn phải chuẩn hơn nhưng mà nãy giờ thầy thích cái chỗ này nè thầy thích cái cách viết này lắm này thật sự các bạn nhưng sửa lại cái câu nếu chăng cái câu của bạn nhân trình thả vào trước cái câu này thì cái bài viết này thầy chắc chắn ra cái giám khảo họ sẽ đẩy bạn vào cái ban điểm B2 và C ngay lập tức. Nên tôi nghĩ nó rất là tốt khi con người ta chụp bản thân của họ bằng cái điện thoại bởi vì họ có thể sâu ốp với mọi người cái vẻ đẹp và cuộc sống hàng ngày và họ sẽ nhận được những sự quan tâm và ca ngợi từ người khác. cái mà giúp cho con người ta sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc hay rất là đồng ý kiểu này Đấy, nếu có sự kết hợp thế này, nó tuyệt vời đúng không thực ra là ở đây có bạn đang dạy ngành tiếng Anh đấy đúng không các bạn đang ngồi đây bạn bạn sẽ thấy rằng cái bài thi này được gọi là Charles English Bà thi đánh giá khung năng lực chứ không phải là bà thi đánh giá chuyên ngành. Tôi thầy là đánh giá chuyên ngành. Tôi thầy là giảng viên đánh giá chuyên ngành đúng không? Còn các bạn là khung năng lực bình thường thôi. Câu này dễ ha. Câu này dễ ha. Cái lần gần đây bạn tập thể dục là khi nào? Em bám vào câu hỏi thầy gọi cho mọi người xem này. Cái lần gần đây tôi desk some sỏi, thầy cô, cái exercise không có S đâu mọi người ha. Exercise có S là những bài tập về nhà đấy. Phải desk some là 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 sáng hôm nay. The this morning đúng không? À, mình kể lại, tôi thức dậy I woke up early and took a, a long walk uh, with my with my brother. Tôi thức dậy sớm lắm và tôi took a long walk cùng với người em trai của tôi và chúng tôi đã spend uh, hơn mình kể màu mè ra hơn hai tiếng đồng hồ Two hours uh, walking around the around the gì? Around the, the uh, around the, the the river ví dụ như thế đúng không mọi người Gần nhà thầy có một sông sông đồng Nai đấy nghe như vậy là đấy đấy cái lần gần đây tôi tôi exercise đó là sáng hôm nay tôi thức dậy sớm và và thức ở long walk với người em trai của tôi và chúng tôi đã dành hơn hai tiếng đồng hồ để 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 mà walking around the river ok từ đây là tôi nói a long walk là cái long walk là dài đấy tôi dành bao nhiêu tiếng hơn hai tiếng và cấu trúc Spend Time của tôi là một verb in rõ ràng. Có nghĩa là hãy cho rằng tiếng Anh tôi rất là dở nhưng nó phải rõ. Nó dở nhưng nó phải rõ. Các bạn hiểu ý mình không? Nó dở nhưng nó phải rõ. ha Rồi. Câu này thì dễ rồi. Nó hỏi gì vậy bạn Bạn thường tập thể dục khi nào và ở đâu? thay thế trả lời câu này ha. Rồi. I am uh, really keen on... Uh, keen on gì yeah. Khi can doing exercise every every morning. À, tôi rất là thích tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Đấy. Right? Um I, uh, I I sometimes I sometimes uh, uh, walk around walk around my 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 my, my garden. Uh, my garden. My garden uh, my garden um uh, my garden uh, my garden uh, my garden I moreover moreover i i also i also love um, i also love uh, doing yoga doing yoga at uh, at the the, the fitness uh, at the fitness center at the fitness center um do yoga with uh, uh with some uh, some best friend some 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 class or uh, some friend here at the fitness center at the fitness center uh, and my house Ok, new my home, new my house đi Và lúc này được bao nhiêu từ? 31 từ, mới 31 từ Đẩy lên 9 từ Đẩy lên 9 từ Ok, rồi Đặc biệt In particular Đặc biệt ha, đặc biệt Đặc biệt uh, I I often I often Go talking Go talking Go talking with My uh, my, 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 my little, my, my little, my younger đi My younger sister on weekend như vậy nói chứng minh một cái vấn đề đó là gì vậy cái câu chuyện này là cái câu chuyện vào các ngày cuối tuần còn cái câu chuyện này là cái câu chuyện diễn ra hàng ngày và tôi nhấn mạnh đó là every morning every morning right à, từ cái every morning ở đây tôi doing doing exercise đó là tôi walk around the garden à, tôi doing cái yoga tôi doing cái yoga tại cái fitness center đúng rồi Đấy, nó nó phải rõ ràng như thế và cái đặc biệt ở đây là cái chị diễn ra và cuối tuần thôi tôi tôi chứng minh được rồi tôi chứng minh được quen rồi tôi chứng minh được que ở đây có que luôn rồi Đó là câu talking ha câu talking là add uh, add the at the gì đó add the uh, add the mountain rồi add the the park rồi uh, add the cái nơi nào đó muốn thì thêm không thì thôi nó cũng đã rõ rồi các bạn thấy không rồi câu hỏi này mày thích cái loại hình thể dục thể thao như thế nào? Tập thể dục một mình hay là tập cùng với một nhóm khác? một một nhóm người với một nhóm người. Vậy mọi người đi thi, nếu mà bị giảng hỏi có chữ O các bạn nhớ này, nếu bị giảng có hỏi có cho bạn chọn một hướng để bạn viết. Bạn chọn alone thì bạn viết alone. Bạn chọn chữ group thì bạn viết chữ group và giải thích nó và không được so sánh. Rồi bây giờ bắt đầu đi ạ. Đến 20 giờ 35 mình sẽ sửa với các bạn nhé. 20 giờ 35 mình sẽ sửa hoàn câu này nhanh chỉnh đúng không chỉnh nhanh gì đó ok rồi ok những bạn khác thì sao ừ. okay. à, thầy có biết bỏ cái đó nha tôi thích exercise cùng với một nhóm này, bởi vì nó giúp tôi cải thiện những cái mối của mình của tôi Bên cạnh đó nó giúp tôi biết được những người bạn mới và có được những cái moments corrected một cách cẩn thận bởi cái người giáo viên. Ok mới 31 từ à. Chứ em em viết được rồi đó, thầy đồng ý em. Bởi vì ý em nói là em tập với nhóm thì có một người giáo viên hướng dẫn. là người giáo viên hướng dẫn này nó sẽ chỉnh sửa những cái lỗi của em, đúng không ạ? Và ngoài ra thì khi tập luyện với nhóm khác thì với một cái nhóm thì em có nhiều người bạn nữa. Ok thầy đồng ý nhưng mới 31 từ thôi thì nó sát cái, cái cái mức dưới quá để đạt được cái B1 B2 nó khó đấy nhé bảo ơi cái tám từ sao rồi người ta chấm được cái phần này là 40 60 mà đúng không bảo nghe rồi tôi thích exercise với một nhóm người bởi vì nó giúp tôi stay motivated ok thầy thích câu này stay motivated thầy rất thích cái những cái kiểu viết này Tại vì nó giúp tôi improve the skill mà tôi đang bị thiếu à, đã alert like. dùng alert like luôn cũng được cũng sao hết đúng ừ. và nó giúp tôi make more friend ok bạn viết cũng ổn đấy, câu cú nó ra rõ ràng à, từ chủ từ nó rõ ràng nhưng mình phải nhấn mạnh nhưng nhưng cái gì nhưng cái gì nhưng cái gì nhưng nó không đủ từ đó exercise là cái hoạt động hàng ngày của tôi tôi refer exercise with people rather than alone bởi vì ghi hoang cho nghe bởi vì nó giúp cho tôi uh, lên cái down training style phong cách của họ là nhiều người vậy các style có ad nha đặc biệt đứng đầu câu quỳ em à, để ẩu nha em đặc biệt là gì ạ à? đặc biệt giúp tôi đặc biệt giúp tôi cái gì giúp tôi đặc biệt nói giúp tôi luôn nói giúp tôi cái bạn được và tôi nghĩ là chúng ta nên cái này sao nè em không thể lái chuyện chúng ta được thì chúng tôi nên luyện tập cùng với nhau là sao câu này nó dư thừa nè nó giúp tôi có thêm nhiều người bạn và tôi nghĩ chúng tôi nên luyện tập cùng nhau câu này dư thừa nè câu này không liên quan như vậy dư thừa đâu nhanh nhanh hiểu ý thầy không như vậy em đang nói là là hoạt động hàng ngày cái đoạn này là em ổn này nhưng cái câu này nó không liên quan gì hết thì nhảy vào câu tôi nghĩ chúng ta nên luyện tập cùng nhau nó <laughs> không liên quan gì hết rồi tôi thích đủ yên exercise long cơ hai tám từ thôi cả bởi vì nó giúp tôi concentrate và có những cái private space thay thích cái cụm từ private space có những cái từ ghép nó nó mặc định và các bạn nhớ được những collocation này nó rất là tốt tôi có thể freedom à, liền sau can là một động từ đúng không về freedom không phải là động từ đúng không nó không phải là động từ vậy liền sau nó là một động từ nguyên mẫu và em phải có một động từ tôi có thể có được cái sự tự do về thời gian tôi có thể có sự tự do về thời gian thầy vừa nhấn mạnh đấy những thứ này làm tôi là làm tôi làm tốt hơn câu này là sao em nên viết lại ha nhờ vào nhờ vào cái không gian riêng tư và sự tự do tôi có thể tập luyện một cách hiệu quả hơn em phải nhắc lại như thế Anh đừng có quan đùng với câu đó nhé rồi người này nó nói gì đây mọi người tại sao con người ta khó khăn để tập luyện hàng ngày vậy rồi tôi nghĩ coi oh, người ta gặp khó khăn uh, gặp khó khăn ha để mà exercise một cách thường xuyên thầy dùng lại cái câu hỏi mọi người theo bởi vì đây cannot arrange at time bởi vì họ không thể sắp xếp thời gian của họ một cách hiệu quả được cách hiệu quả được đúng không? đây uh, mình giải thích ra uh, họ thì bận rộn đây busy đây busy studying and working à họ họ bành rộn cái công việc uh, uh, và học tập mỗi ngày và hơn thế nữa ngoài ra đây uh, ngoài ra là đe, ngoài ra là đây 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 rely on uh, uh, technology uh, họ lệ thuộc vào công nghệ quá nhiều very much quá nhiều quá nhiều đúng không và hậu quả là Consequently hậu quả là hậu quả là à, hay trở nên lười biếng đây become lazy to to have regular uh, to have regular exercise sai lúc này nó là now và regular lúc này nó là một adjective chứ nó không phải là adverb Đấy, và mình thấy các bạn thấy mình dùng chữ consequently đập giữa này không tôi nghĩ rằng con người ta gặp khó khăn để tập luyện thường xuyên bởi vì họ không thể sắp xếp thời gian của họ một cách hiệu quả được họ bệnh rồn học tập và làm việc mỗi ngày ngoài ra là họ lệ thuộc và có ngày quá là nhiều hậu quả là họ trở nên lười biếng để mà có cái chế độ tập luyện nó 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 ra cái lời như thế okay. ha vậy mọi người có thể viết thêm câu này để nhà gửi cho mình rồi outdoor cái bài Outdoor này vì sao mình viết sẵn 22 từ thôi cái này 37 từ thôi để mình Đói, mọi người cái này ba mươi từ thôi và cái này ba từ thôi nhưng tại sao bài viết này được b hai đó mọi người mình là cái đáp án cái bài thi gần đây nhất thả ra cho mọi người bài này được b hai này để mình để mình giải thích vì sao cái câu chuyện vì sao mà mà cái số từ nó không đạt mong đợi mà nó b hai nó này những cái activity mày thích thực hiện ngoài trời là activity gì mọi người xem nó trả lời nhé Tôi thường dành cái thời gian rồi để chơi những outdoor activity. Nó đi vào cách cụ thể luôn. Rồi. Và đặc biệt là tôi thích chơi badminton và đi chạy bộ cùng với ba mẹ của tôi. Trả lời rất là, là xúc tích và rõ ràng. Và cái mình nhớ không làm 10 điểm. Cái, cái đoạn này nó được được 8 trên 10 nè. Dù nó không đạt được 30. Dù nó không đạt được 30 nhưng nó đạt được 8 trên 10. Bởi vì khi, khi mọi người thấy cái câu này á nó cái cái người mà chấm họ đưa ra một cái sự lựa chọn đó with activity là những hoạt động và tôi thích cái thằng cu này những hoạt động nó trả lời cụ thể những hoạt động cho nên nó nó chọn luôn vậy đó rồi và tôi thích cái câu nhấn mạnh này là dành hầu hết thời gian để chơi cái hoạt động ngoài trời không cần lặp lại I like to do outdoor search chat gì cả ok đi vào cái sự dẫn nhập từ câu này qua câu khác nó cụ thể chưa à? rồi cái này mình không khuyến khích mọi người dùng nữa đúng không đã lâu lắm rồi nếu mọi người xem clip của mình mình có nói đã lâu lắm rồi mình không yêu cầu các bạn chào hỏi nữa bạn không cần chào hỏi người khác khi mọi người viết nữa nhưng nó vẫn chào hỏi nó vẫn chào hỏi và vẫn được chấp nhận bình thường nó nói như sau tôi nhớ uh, cái lành mày chơi một hoạt động ngoài trời trong thời tiết xấu là khi nào tôi nhớ đã chơi tôi nhớ đã chơi Remember với mình đã chơi bóng đá với bạn của tôi khi trời đột nhiên mưa vào ngày hôm qua. Nó rất là kinh khủng bởi vì chúng tôi không có cái nơi nào để 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 nấp cả. Vì vậy chúng tôi phải hủy bỏ cái trận đấu. Nó dùng the match. Vì sao? Ở trên này nó nó chơi bóng đá rồi ở này nó khẳng định là cái đời là một cái danh từ xác định cho cái trận đấu này. Mọi người thấy không? Nó 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 không có nhiều từ như thầy trò mình nhưng mà nó cụ thể nó nó rõ ràng đang chơi trời mưa xong rồi không có chỗ núp và hủy nó có sự logic trong cái văn viết ăn điểm của thằng cô này là logic trong văn viết bạn thấy chưa rồi tiếp câu chào hỏi ha hãy cho lời khuyên cho những người thích đi bộ việc đi bộ thì tốt cho mọi người đấy, để stay healthy tuy nhiên tuy nhiên Mọi người thấy nào, nó là một nó nhấn mạnh stay healthy. Tuy nhiên, họ nên pay attention to quan tâm đến việc uống đủ nước. Đặc biệt là họ chỉ take cái shop what every day. Họ nên có những cái shop walk mỗi ngày, không nên đi quá nhiều. Như vậy, nó đi từ cái trình tự là đi đi từ cái điểm chung là gì? Là đi bộ là nó stay healthy. Và nó đưa ra lời khuyên gì? Drinking enough water và làm gì nữa và take a short walk every day nó 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 rất là rõ ràng các bạn thấy không cho nên dù bạn ấy không đủ từ nhưng bạn ấy vẫn đạt được B2 C thì không được tôi nghĩ là chúng ta nên tổ chức những uh, chúng ta làm gì để khuyến khích tụi nhỏ dành thời gian ngoài trời Một coi nó viết này tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức những funny game để chơi cùng tụi nhỏ đi vào các cụ thể tiếp chúng ta và ngoài ra Chúng ta nên có những cuộc trò chuyện để mà chia sẻ về những lợi ích của hoạt động ngoài trời với tuổi nhỏ một cách thường xuyên. Mình, nó có hai cái cái cụ thể nó nêu ra đó là gì ạ? À? Đó là organize cái funny games to play with the children. Cái thứ hai là gì à? Có những cái talk, có những cái discussion with the children about the benefits of outdoor activity. Các bạn thấy bạn mình không có một cái từ ngữ nào là phức tạp ở đây cả. Các bạn thấy không? từ ngữ tất cả những từ ngữ này đều là từ ngữ giản đơn mà các bạn có thể làm được không có một cái cầm bao nào không có cầm bao adjective không cần phải màu mè gì hết nhưng bài viết này đạt được điểm B2 đó các bạn bài viết này đạt được điểm B2 đó các bạn ha mà mọi người thấy nó ổn không Thế có nghĩa là cái cái phần 2 này bạn ấy được 8 trên 10 và cái phần 3 này mình nhớ không làm là 15 điểm trên 15 điểm luôn đó thầy ơi nhưng mà thầy nói tụi em là bỏ câu trả hỏi đi rồi ok tôi nói bỏ câu trả hỏi đi rồi không còn trả hỏi nữa nhưng trong cái ruột này em trả lời có chuẩn hay không em trả lời theo trình tự em có logic tự ý này sang ý khác hay không hay là em bừa xuống cái ý tưởng đó mọi người ví dụ đi mình quay trở lại như này quay trở lại cái này ha ví dụ câu cái câu này là không không hoàn toàn đồng ý bởi vì sao khi em sắp xếp không phải thầy 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 phản bác em như bảo Nhanh nha em nói này exercise là hoạt động hàng ngày của tôi tôi thích exercise với người khác hơn một mình bởi vì nó giúp tôi học được cái training phong cách training của người khác và nó giúp tôi kết bạn và tôi nghĩ chúng ta nên tập luyện nhau đó mọi người thấy chưa cái sự lánh cánh ở đây nó không có câu chung và đi vào câu riêng từng cái mà nó lộn xộn lúc này chung lúc là riêng rồi quay lại lại chung cái, cái chúng ta hay bị kiểu này hay là một số cách viết mà hồi nãy đó hồi nãy mà chúng ta cũng bị mà hầu hết các bạn đều bị à, đó là ví dụ như câu chuyện này chúng ta đang nói về cái việc chụp hình mà chúng ta chốt lại là đi mua điện thoại đi đi mua điện thoại để có cái cái màn hình nó nó tốt để chụp ok đó là một câu trả lời trong văn nói rất là tuyệt vời tôi stress bạn nhưng câu hỏi này là em mày chụp em với điện thoại nó tốt hay xấu chúng ta đừng có lẫn lộn thông tin giống như hồi nãy là mô tả bạn gái của tôi thì đang nói về con nhỏ bạn gái rồi chuyển sang con lang con lan nó cũng bự nó cũng đẹp ủa con lang là con nhỏ bà, bạn của bạn gái của tôi nó chẳng liên quan gì đến tôi hết có là mọi người thấy không thông qua cách viết này các bạn nhớ rằng cái điều gì không cần dùng những cái từ ngữ nó nó không nó không làm gì cả viết câu nó đơn điều nó rõ ràng nhánh nhá however in particular đúng rồi 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 gì nữa moreover các bạn hãy dùng những kiểu viết này hả đấy các bạn thấy các bạn bạn mình có gì đâu khó khăn các bạn đạt được B2 bạn mình được B2 thì mình cũng phải đạt được B2 giống nó nha yeah. rồi như vậy bữa học hôm nay